Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình nha. Và hôm nay thì mình có một cái chị khách đặt riêng một cái mẫu lồng như thế này. Đó, thì chị khách này đặt một cái thùng 30 lít, thùng size lớn 30 lít. Và chị khách này kêu mình làm thêm một cái đường ống chui như thế này và một cái cửa bằng mica phía trước như thế này. Thì mình đã làm theo yêu cầu của chị khách đó. Thì chị đó có gửi qua một cái tấm ảnh cho mình làm theo. Đó thì mình làm theo tương tự cái tấm ảnh mà chị khách muốn mong muốn đó. Những bạn nào mà thích cái kiểu như thế này á thì có thể inbox riêng cho mình hoặc vào Zalo hoặc là cái trang fanpage đất của cưng cho mình, thì mình sẽ làm theo cái kiểu này cho bạn luôn. Hoặc là các bạn muốn làm thêm một cái kiểu nào khác mà theo cái sở thích của các bạn á, thì các bạn có thể nêu cái ý tưởng và mình sẽ tư vấn và sẽ báo giá đầy đủ cho các bạn, mình sẽ làm theo ha. Đó, thì đối với cái ống này thì nó sẽ có 3 đường vô nha. Đó, 3 đường cho mấy con chuột đi ra, và trên cái ống thì nó sẽ có những cái lỗ để mà thoát hơi khí luôn nha các bạn. Cho nên là các bạn đừng yên tâm, con chuột của bạn nó sẽ không bao giờ ngợp đâu. Đó, đây bên trong. Thì đối với cái bộ ống này á, thì làm nó sẽ không hết ống nha các bạn. Nó sẽ dư hai ra 2 khúc. Thì chị khách này về, chị khách có thể để vào trong lòng 2 khúc như thế này. Đó, cho mấy con chuột nó chơi. Hoặc là chị khách muốn làm thêm cái gì đó cho mấy con chuột này chơi thì có thể là làm thêm cho nó chơi ha. Đó, ở bên trong này sẽ có 3 đường ra vào để cho mấy con chuột nó chạy vào chạy ra nha. Thì đối với cái ống này á, thì hiện tại mình không có bán, mình chỉ mua dùm chị khách thôi. Mua dùm là mình sẽ không có tính thêm tiền lời. Đó, đối với cái thùng này thì mình sẽ tính thêm tiền công mình làm ráp cái đường ống vào, với lại làm cái cửa kính mica phía trước như thế này. Đó thì mình tính thêm tiền công nha. Đó, tính thêm tiền công. Tại vì những cái chi tiết này mình làm rất là cực nha các bạn, và mất nhiều thời gian. Đó, cho nên là mình phải tính thêm tiền công. Cửa đâu gì mình làm khóa chốt đồ đầy đủ hết nha các bạn. Đó, rất là an toàn cho chị khách này xài luôn. Và đảm bảo là cái độ thẩm mỹ tốt nhất có thể nha các bạn, cho chị khách này xài. Đấy. Những bạn nào mà muốn làm cái thùng nhựa mà có ống chui như thế này trong thời điểm hiện tại á, thì các bạn có thể inbox vào cái trang đó hút cưng giùm mình hoặc là Zalo, thì mình sẽ tư vấn cho các bạn và mình sẽ mua giùm để mà về ráp cho các bạn. Thì nó sẽ mất thời gian khoảng 1 đến 2 ngày thời gian mà cái ống chui này nó ship về á. Và sắp tới thì mình sẽ nhập cái hàng ống chui này về mình bán luôn, thì sẽ thuận tiện hơn cho các bạn trong quá trình các bạn đặt những chiếc thùng như thế này có ống chui như thế này. Thì đối với cái ống chui này á, thì mình nghĩ là các bạn mua á thì không thể nào mà gáp vào những cái mẫu lồng mà là cơ bản được, tại vì nó không có làm những cái lỗ bên hông lồng á, các bạn không gáp được. Chỉ những cái mẫu lồng nào mà nó có làm để thiết kế riêng để gắn những cái mẫu ống chui này á thì các bạn mới gắn vào được. Còn nếu như mà mình nhập cái hàng ống chui này về mình bán á, thì mình sẽ bán kèm theo cái thùng nhựa như thế này cho các bạn luôn. Đó là khi mà các bạn muốn cái mẫu có ống chui như thế này thì mình sẽ ráp sẵn luôn. Và ngoài ra thì các bạn có thể gọi là yêu cầu mình làm những cái chi tiết khác, ví dụ như là làm thêm những cái nắp lưới ở bên hông lồng chẳng hạn, ví dụ như là hoặc là làm cửa mica trong phía trước như là chị khách này, hoặc là gắn ống chui đồ chẳng hạn, hoặc là ốp gỗ, hoặc là làm thêm tầng vân vân, thì mình đều hỗ trợ làm hết cho các bạn. Thì một á, là các bạn có thể gửi một cái tấm ảnh nào đó mà các bạn lướt trên Facebook, hoặc là các bạn xem trên YouTube rồi đó, các bạn thấy cái mẫu lồng nào mà những bạn ở nước ngoài rồi đó mà các bạn thấy thích á, thì các bạn có thể chụp màn hình lại và gửi qua cho mình, và mình sẽ tư vấn với các bạn và sẽ gọi là hỗ trợ các bạn để mà làm cái thùng nhựa nuôi nó vừa ý các bạn nhất có thể nha. Mình không đảm bảo là nó sẽ giống 100% cái mẫu các bạn gửi, nhưng mà mình sẽ đảm bảo cho các bạn là nó có thể là hoàn chỉnh nhất và tương đối nhất có thể cho các bạn xài và vừa ý các bạn nhất nha. Đó. Thì những cái chi tiết mà lớn như là làm tầng, làm nắp và gắn ống nối gì thêm á thì mình sẽ tính thêm tiền. Còn những cái chi tiết nhỏ, ví dụ như là các bạn muốn mình làm thêm một cái chỗ để bình nước, là làm cho bạn một cái lỗ để mà các bạn có thể gắn chiếc queo, gắn lồng vào á, thì những cái chi tiết nhỏ đó mình sẽ làm miễn phí, mình không tính thêm tiền. Còn những cái chi tiết lớn như là làm nắp bên hông lồng, hoặc là làm cửa kính bằng mica rồi chẳng hạn vân vân, thì những chi tiết đó mình làm rất là cực và tốn nhiều thời gian, thì mình sẽ tính thêm phí nha các bạn. Thì những cái nguyên liệu mà để làm thì nó cũng không có nhiều tiền đâu, quan trọng là tiền công là nhiều đó các bạn. Công làm rất là cực cho nên mình tính thêm tiền công. Bên này thì mình có một cái thùng 15 lít nè, đấy mình cũng làm tương tự như cái mẫu bên 30 lít này. Thì cái chiều dài ống nó vẫn như vậy luôn nha các bạn, không thể nào mà ráp dài thêm được nữa. Mình đã thử rất là nhiều cách rồi, chỉ có cách này thôi.
đó. Và mình design cho nó là ba cái chỗ để mà con chuột nó chui ra chui vào đó, thì mình thấy cái kiểu này rất là ok và hợp lý rồi. Nếu như mà các bạn có muốn làm cái kiểu nào khác nữa thì các bạn có thể gọi là inbox cho mình ha, mình sẽ tư vấn cho các bạn. Cái thùng 15 lít này vẫn gắn ống chui được nha các bạn, nhưng mà cái thùng 15 lít này á, có nhiều bạn kêu mình ngăn ra thì mình thấy nó hơi chật, nhưng mà ngăn ra vẫn ok, vẫn được nha các bạn. Các bạn nào muốn ngăn ra thì mình ngăn ra cho các bạn luôn, nhưng mà nó sẽ hơi chật nha. Ngăn ra đối với cái thùng 15 lít, các bạn ngăn ra thì mỗi bên các bạn nuôi một con là vừa, còn hai con thì chật. Còn thùng 30 lít thì các bạn nuôi hai con, ba con thì nó sẽ thoải mái hơn. Đấy, thùng 30 lít thì các bạn gọi là làm thêm các chi tiết đồ nó sẽ đơn giản hơn. 15 lít thì nó hơi bé các bạn, cho nên là các bạn đồ làm đồ nó hơi chật. Đó. Thì cái thùng này thì chỉ theo mình biết thì chỉ cách nuôi khoảng qua 3 đến 4 con dòng chuột nhỏ như thế này. Đó, thì 3 đến 4 con để thêm đồ chơi đồ cho nó, thêm là nhà chén ăn đồ thì rất là thoải mái, nó chạy thoải mái luôn. Thì đối với cái công chuột này theo mình thấy á, là chỉ sử dụng được cho những cái con chuột là dòng chuột nhỏ như thế này thì ok nha các bạn. Còn bia thì mình thấy nó hơi chật, đặc biệt là những con bia nào mà nó mập quá thì có thể là nó chui vào nó hơi chật đó, có thể nó hơi chật thôi. Nhưng mà nếu như mà mấy con bia mà nó chui được á, thì vẫn xài được ok hết. Mấy con chuột này nó thích chỗ chật chội hơn là chỗ rộng rãi nha các bạn. Đó, rồi đậy nắp lại thì nó sẽ như thế này. Phía trên phần nắp thì mình vẫn làm một cái tấm lưới lớn để mà cho nó thoáng mát vào mùa hè. Đấy, chỗ để bình nước bình thường. Chị khách này thì nhu cầu để một cái bình nước thôi, cho nên là mình không làm thêm lỗ để bình nước nha. Đó. Rồi, và video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc nha. Hôm nay làm cái thùng này quay chi tiết cho các bạn xem. Sắp tới mình sẽ làm nhiều mẫu nữa và có gì mình sẽ đăng video nữa cho các bạn tham khảo nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nào cần muốn làm những cái mẫu lồng, mẫu thùng như thế này thì inbox cho mình nha. Mình sẽ tư vấn hỗ trợ làm theo yêu cầu của các bạn. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.